Hiện tại bà ngoại là ở lo cho Yến Nhi à? Dạ, ở hai bà cháu ở một lần, ở với con gái, rồi giờ con gái mất rồi hai bà cháu ở. Cô cha xấu quá. Rồi Minh Tơ mến chào cô chú anh chị và các mạnh thường quân trong ngoài nước. Hiện tại Minh Tơ đang ở khu vực ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức của thành phố Trà Vinh. Minh Tơ vừa nhận được thông tin là mẹ của Ái Nhi vừa bị bệnh dịch Covid chết tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại xác đang nằm tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa được dẫn chuyển về Trà Vinh. Thì cũng đang gặp khó khăn, thì hôm nay Minh Tơ qua đây quay để tìm hiểu hoàn cảnh của Ái Nhi như thế nào. Rồi gặp chú cán bộ ở địa phương, rồi có bà ngoại để tìm hiểu hoàn cảnh của Ái Nhi như thế nào, mà của chú chị bước vào trong tìm hiểu hoàn cảnh. Dạ con xin chào chú Tư Tiết ạ. Hiện tại con là kênh YouTube của Minh Tư TV. Hôm nay con qua đây tìm hiểu hoàn cảnh của bé Ái Nhi. Hiện tại là nghe nói mẹ của bé vừa mới mất hả chú? Đúng rồi, mới mất nay khoảng mười mấy ngày. Dạ. Thì cũng báo với các mạnh thường quân biết là cái là thì gia đình của Ái Nhi nó rất là khó khăn. Thì mẹ nó lúc trước thì ở nhà nuôi nó ở chung với bà ngoại. Dạ. Thì cũng làm bậy bạ lặt vặt kiếm sống rồi đó. Dạ. Thì gia đình quá chồng nó thì ở bộ đội ở An Giang, ở xứ 30. Dạ. Thì vì gia đình cũng khó khăn quá thì nó làm cũng không đủ sống, cho nên mới lên thành phố Hồ Chí Minh là đi làm mướn. Dạ. Rồi chẳng may bị cái Covid-19. Thì đã chết ở trển cách nay phải mười mấy ngày. Thì tro cốt đã thiêu rồi nhưng mà chưa có đem cái tro cốt về tới nhà. Bây giờ gia đình cũng đang chờ đem hũ cốt về để mà chôn cất với thờ cho Hằng là cái mẹ Nhi đó. Bây giờ gia đình cũng rất là khó khăn. À, chú hiện tại là chú công tác gì trong địa phương này? Chú là trưởng công an ấp đây. Chú là trưởng công an ấp. Hiện tại hoàn cảnh của bé là hiện tại đất bé ở là nhà bé ở hiện tại là đất này là đất của ai chú? Nó ở đất đây là đất của ông nội đó, là cái nhà cất là của ông nội rồi bà ngoại nó không có nhà cửa. Dạ. mới về đây rồi ở đậu với ông nội nó rồi bà ngoại nó nuôi mấy đi. Dạ. Thì bà ngoại nó hàng ngày cũng bán chút đỉnh ở trước vậy đó. Yeah. Kiếm sống thôi mà sống cũng không đủ. Yeah. Gia đình rất là khó khăn. Vậy con xin quay cái clip để đưa qua bên của Ái Nhi và bà ngoại chút xíu hả chú? Yeah. Dạ con chào bà ngoại ha. Ngoại hôm nay tuổi ngoại? 66 tuổi. 66 hả? Dạ. Ông ngoại đi còn không? Dạ. Hiện tại bà ngoại là ở lo cho Ái Nhi à? Dạ, ở hai bà cháu ở một lần, ở với con gái, rồi giờ con gái mất rồi hai bà cháu ở. Dạ. Là bà ngoại nhận được thông tin là mẹ của Ái Nhi là mất là khoảng bao nhiêu ngày bà nhận được thông tin? Chết một bữa chiều mùng 3 đó, mùng 3 tháng 8 mình nè. Dạ. Là không biết lúc mấy giờ đó con. 13 giờ 49. Lúc đó là chị đi làm ở trên thành phố à? Dạ. Tại thành phố luôn. Dạ, chết chảnh luôn. Dạ, là có người báo về là chị đã bị bệnh nhiễm đó. Dạ. Dạ. Rồi cái hữu sự này kia là bên trên cảnh ta làm hết rồi. Dạ, người ta nói người ta lo hết mà chưa biết sao nữa, không biết. Bây giờ là hiện tại mình chưa nhận được hài cốt của chị đến đây. Dạ, dạ chưa. Người ta có liên lạc với mình được hay không vậy? Dạ không có, chừng nào người ta đem về cho hay thì mình biết vậy thôi, chứ giờ cũng có liên lạc được với người ta đâu. Dạ. Thì chị là vừa mất là bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ. Là quá trẻ luôn con. Chị được mấy đứa con? Dạ có ăn đứa này. Có mình Ý Nhi thôi phải không? Dạ. Ý Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 14 tuổi. 14 tuổi, dạ. Học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 8. Lớp 8 là học trường nào? Dạ trường trung học cơ sở Trần Phú ngoài Sóc Ruộng. Thì này cũng còn đi học bình thường phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu như dịch bệnh thì học online nhà. Dạ. Rồi con từ ngày mẹ mất rồi con có con có cảm nghĩ sao là từ ngày mẹ mất rồi ba con có về được không? Dạ thì cha người ta giống như ở trên chợn người ta không cho về tại trên chợn kỷ luật dữ lắm. Dạ. Ba thì con làm bên quân đội không? Dạ. Là ba của Yến Kim thì làm bên quân đội với chú chuyện thì hiện tại công tác ở đâu chú đi? Dạ sư đoàn 330. Ba không về được luôn? Dạ không về được. Nhận được thông tin mẹ mất rồi ba không về không được luôn. Dạ. Thì con phải nhà em ngoại. Dạ. Thì bác sĩ là điện cho cha rồi cha mới điện về cho ông nội rồi ở nhà mới hay. Chứ cái này cũng ai biết nữa, chỉ biết số điện thoại của thằng ba nhỏ này mới điện cho thằng đó hay ngay được, mới điện dở về đây mới biết chứ đây không có biết. À. Từ lúc đó ngoài chưa về đây ở là ngoài ở đâu? Ở phường Tư chổng á. Ở phường Tư à? Dạ. Lúc chưa có về đây ở thì cũng đi nấu cơm cho bộ đội á, làm ở thành đội á, nấu cơm cho bộ đội ăn. Rồi sau thời gian cái tới tuổi nghỉ mới có mười mấy đợt, được mười mấy năm rồi nghỉ rồi ở trỏng không mua bán thì được, rồi tới ra ngoài đây ở với con gái nặng bán chút đỉnh nha, kiếm tiền xài thuốc men, rồi thành thử ra đây ở với con. Rồi giờ con nó đi nữa bộ vậy. Con ở tạm thôi chứ ông nội cho hay không thì con cũng chưa biết nữa. Vì là hoàn cảnh của con hiện tại là con chỉ ở ché bên dạ, bên nội. Bên nội. Rồi nhưng mà về chính hai thì bên nhà chính hai có đất không? Dạ không. Cũng có đất, chính hai có một mình chị Hằng hả? Mình Hằng với thằng trai lớn mà nó cũng được bình thường với người ta. Thằng trai lớn á, rồi thành thử ra chỉ có nhờ cậy con này thôi. Thì tụi con cũng thương xót hoàn cảnh của thứ hai là cha già khóc non non, bây giờ thì lại khóc mẹ. Thì hôm nay tụi con tới đây á, thì thứ nhất là để chia sẻ, thứ hai là con cũng mong được có mạnh thường quân gần xa á, chia sẻ được phần nào với em Nhi thì chia sẻ. Rồi thứ hai nữa, thứ ba nữa thì em Nhi với lại thứ hai cho con một cái, nói chung là một cái suy nghĩ và một cái ước muốn như thế nào á, về cái cuộc sống của em về sau thì em còn một chặng đường rất là dài. Em cứ nói nốt, em cứ trải lòng nó, thì nếu mạnh thường quân người ta hỗ trợ em được gì thì chắc người ta sẽ chia sẻ. Nói thì nói đi con. Dạ thì giờ thì mạnh thường quân cho em được cái gì thì em lấy cái đó, chứ giờ mà em không biết người em. Không có nơi nương tựa thì qua sống chung với bên anh Xuôi đó, tôi là sống chung tạm nhà anh Xuôi đó. Dạ. Yeah. Cô chú xem được video xin đồng cảm để giúp bà nội. Lúc giúp bà ngoại. Bà cháu cô đi đi. Thứ này ơi, ví dụ như là qua hết dịch rồi á, là thứ này có dự định gì cho cuộc sống về sau để lo cho bé Nhi không? Thì cũng bà cháu tính cũng đi làm kiếm ăn ha, hàng ngày nuôi cháu vậy đó thôi, chứ tiền bạc thì không có, bán mỗi ngày có nhiêu ăn nhiêu vậy. Cái cuộc sống mỗi ngày của bà cháu như là ở như vậy đó hả? Dạ. Thấy hiện tại là bà buổi sáng bà bán bên gì? Dạ. Sáng bà bán gì? Dạ bán hủ tiếu. Bán hủ tiếu à? Dạ. Mượn đất của anh Xuôi bán. Dạ bán bên bển. Nguyên nhà bển. Dạ. Xin tối là xin nghỉ tại nhà anh Xuôi luôn. Dạ để ở đây. Hai bà cháu ở đây. Chẳng thể rất là khổ cho cô chú chị ơi. Cái gì ơi, con còn thiếu một dịch vụ gì trong học tập thì con có gì chia sẻ lên cho quý mạnh thường quân nè. Thì chuẩn bị đi học thì con có mua đồ để đi được chưa? Con mua rồi. Con mua trước mẹ nó. Là cái bé Nhi xin cô cái gì đó cô cũng quên rồi.
Dạ, hồi nãy hôm bữa tôi cũng có nói với cô Thư là con có cái máy tính để bấm tay mà đi học. Là cái máy đa năng đúng không? Hai máy tính đa năng. Dạ, học toán. Quý bình thường Quân ơi, ai quá lòng ở cho Bé Nhi xin một cái máy tính đa năng đi, quý bình thường Quân ơi. Trong thời gian dịch bệnh này thì đa số là ai được học online hết á. Bé thì không có máy tính để học online của tôi chỉ, nhưng mà cô chú mình thằng Quân xem được video xin đồng cảm. Ủa cô, cái này là mình không có, mình không có tiền để mình mua bàn thờ chị, hay là người ta không cho mình mua để lên bàn thờ vào tuổi này? Cái này mình tạm thời để mặn dòng. Dạ. Dạ. Mỗi ngày là hai bà cháu là tự sinh, tự nấu, tự ăn ở đây chứ không có ăn chung với ông nội. Dạ, không có ăn chung với ông nội. Là cũng như là tự biết ở trển là chị mất là ở đây lập bàn thờ sẵn luôn á. Dạ, dạ. Quá tội cho chị. Không có tiền nữa. Còn bữa chị ra là có cái kệ thế này nè. À, hồi bữa cưng ra có cái kệ đó. Ủa mẹ tên gì? Lê Thị Thu Hằng. Lê Thị Thu Hằng. Dạ. Đây là của chị vừa bị mất nhiễm Covid, mất tại thành phố Hồ Chí Minh này cô chú anh chị ơi. Hiện tại xác thì đã được thiêu rồi, nhưng hài cốt thì còn nằm trên thành phố Hồ Chí Minh đó. Không biết ngày nào mới được dẫn chuyển về. Thì bỏ lại đứa con thơ. Còn người chồng thì công tác bên quân đội thì còn dính lại trên An Giang đó. Bé thì kẹt mình ở. Nói chung cái bên quân đội thì bà ngoại thì cũng qua xin đỡ ké luôn, thì bà ngoại cũng có một người chị thôi, có mình một chị vừa bị mất đi nữa, thì hoàn cảnh đang gặp khó khăn á. Thì bé Yến Nhi bị vô học luôn này cô chú chị, nếu mà có xem được video có lòng tự duyên, nếu mà cho bé được cái máy tính đi chuẩn bị học online này cô chú chị, thì bé nay học 8 rồi thì chưa có máy tính để học online á. Mỗi bữa con học sao Nhi? Dạ, cái ông không cái con học trên điện thoại, nhưng mà kiểu như cũng mạng yếu nên là khó học một xíu. Rồi chú qua đây, chú nói chung là chú kêu quay kêu gọi Mạnh Thường Quân, nếu mà ai mà xem được video đó xin đồng cảm để giúp cho con ha. Chú thì chỉ kêu gọi thôi nghe con. Nếu mà có ai thương con đó thì chú sẽ đem cho con nha. Vì cô chú anh chị có lòng tự nhiên thì xin liên hệ với kênh bên tay nha. Mình ta sẽ kết thúc video tại đây ạ.